thế nào là hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Người vẽ bản đồ gọi là họa sĩ, người vội vàng gọi là ca sĩ, tôn phạm gọi là đạo sĩ. Những cái sĩ trên gọi chung là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, và nghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống. Thế nên nghệ sĩ và nghệ thuật có liên quan mật thiết với nhau. Người hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc và hy sinh hết mình thì đó sẽ được coi là những người nghệ sĩ thực thụ. Nhưng như thế nào mới là hy sinh hết mình vì nghệ thuật? Để giải đáp thắc mắc này, hãy cùng đến với chuyên mục Phê Phim Hóa, nơi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay. Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo, hãy comment phía bên dưới. Quay trở lại vấn đề ở đầu video, để hiểu thế nào là một người nghệ sĩ hy sinh hết mình vì nghệ thuật, chúng ta hãy cùng phân tích dựa trên hai bộ phim là Whiplash và Black Swan. Whiplash là một bộ phim về một thanh niên tên Andrew Newman, tôi sẽ gọi là An, chó ngắn. An có niềm đam mê mãnh liệt với nghiệp đánh trống. Thần tượng của An là Charlie Parker, một tay trống huyền thoại. Vì muốn trở thành một tay trống huyền thoại giống với thần tượng nên An đã nhập học Scaffer, ngôi trường dạy về âm nhạc tốt nhất cả nước. Tại đây An được gặp Fletcher, ông đầu chọc này, và cũng là nhạc trưởng của một nhóm giao hưởng tên Studio Band. Fletcher có vẻ thấy được từ An một tài năng mà ông ta đang tìm kiếm, nên ông đã mời cậu vào Studio Band. Đây cũng là khởi đầu của hành trình hy sinh hết mình để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật sau này của An. Còn đối với Black Swan, câu chuyện kể về Nina, một cô công chúa theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nina thích ba lê và có vẻ như đó cũng là thứ duy nhất cô theo đuổi suốt mấy chục năm, thải khí CO2 ra môi trường. Nhưng từng đấy CO2 vẫn là chưa đủ vì nhà hát nơi cô làm việc không phải cây. Mặc dù vậy, Nina vẫn là một trong những gương mặt triển vọng tại đây. Trái ngọt sẽ đến với người thực sự cố gắng. Và trái ngọt ấy đã đến với Nina khi cô được lựa chọn trở thành Swan Queen, vai diễn mà bất cứ diễn viên ballet nào cũng mơ ước. Vai diễn này là trái ngọt nhưng cũng là bức tường cao nhất mà cô phải vượt qua trong suốt sự nghiệp của mình. Có thể nói rằng cả hai bộ phim đều kể về một người nghệ sĩ tìm kiếm sự vĩ đại trong nghệ thuật, nhưng trước khi đạt đến đỉnh cao ấy chính là khó khăn và đau khổ. Đó chính là lý do vì sao mà chúng tôi chọn Whiplash và Black Swan cho video phân tích lần này. Nhưng không chỉ có thế, hai bộ phim này còn có sự tương đồng về cấu trúc và cách mà đạo diễn kể câu chuyện về những người nghệ sĩ bị ám ảnh với nghệ thuật. Đầu tiên, mở đầu câu chuyện, nguyên nhân, lý do mà họ chọn dấn thân. Một kịch bản phim thông thường không phải phim của Trấn Thành sẽ đi theo cấu trúc ba hồi: mở đầu, phát triển và kết thúc. Ở phần mở đầu lại được chia ra làm ba mốc: giới thiệu, biến cố khởi đầu và bước ngoặt. Giới thiệu thì dễ hiểu rồi, chỉ cần cho người xem biết phim nói về cái gì. Xuyên tạc lịch sử hay là cô gái massage và anh công tử bột may mắn. Nhân vật chính trong câu chuyện đó là ai? Ba que gốc Trung hay là diễn viên đạt giải Oscar? Phần quan trọng nhất của một kịch bản sẽ xuất hiện khi biến cố đầu tiên xảy ra. Với Whiplash, điều này xảy ra rất sớm, ngay trong cảnh đầu tiên. Xin lỗi, mày biết tao là ai không? Biết. Thế mày có biết tao đang tìm một tay trống? Biết. Biết thế xong đánh tiếp ấy, nhưng mà chính kiểu gì ấy. An nhận được sự chú ý từ Fletcher và tham gia Studio Band, đỉnh xã hội ở học viện Scaffer. Còn đối với Black Swan, biến cố khởi đầu xuất hiện khi công ty của cô thông báo sẽ biểu diễn Hồ Thiên Nga vào mùa này. Đây cũng là vở ballet mà Nina muốn được đóng chính. Tao mới paraphrase cái vở Hồ Thiên Nga và tao cần một người để đóng vai chính, ai muốn làm giơ tay. Tất nhiên Nina muốn được chọn làm nữ chính, nhưng đối thủ của cô thì nhiều như content rác trên TikTok, nên đây chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. Biến cố đầu tiên đã có rồi, bây giờ phải đến bước ngoặt. Chúng mình một khán giả xem phim sẽ cảm thấy dễ đồng cảm hơn với những câu chuyện liên quan đến gia đình, vì trừ Batman ra thì ai cũng có bố mẹ. Cả hai bộ phim trên đều sử dụng cuộc sống gia đình của nhân vật để thiết lập bước ngoặt. Mẹ của Nina là một cựu diễn viên múa ballet nhưng chưa bao giờ đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp. Không phải phụ huynh châu Á nhưng bà vẫn nuôi Nina theo cách của một phụ huynh châu Á thường làm. Bà chỉ chấp nhận việc Nina mãi là ngoan xinh yêu của mẹ, không cho cô trưởng thành và luôn bao bọc Nina trong đống thú nhồi bông, đồ chơi và hộp nhạc. Về phía Andrew thì cha anh là một thầy giáo cấp 3 khá thành công, nhưng mà lại là một nhà văn thất bại. Tính tình ôn hòa, ăn nói nhỏ nhẹ, bình thường về mọi mặt và có đôi mắt của một người từng mộng mơ. Đó là cách mà biên kịch đã miêu tả cha của Andrew trong kịch bản. Đối với Andrew và Nina, cha mẹ của họ đại diện cho những sự tầm thường mà họ sợ hãi, khi mà mong muốn của họ là vươn lên đỉnh cao, còn cha mẹ thì lại phản ánh một điều ngược lại. Nhưng hai nhân vật chính cũng không thể cứ thế mà thực hiện và đạt được ước mơ, phải có thứ gì đó cản đường họ. Đây là lúc mà các bậc tiền bối sẽ xuất hiện. Họ đều là những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà nhân vật chính theo đuổi. Và quan trọng hơn hết, họ đều đưa ra thử thách cho nhân vật chính. Các bậc tiền bối này sẽ xuất hiện và đưa ra một câu hỏi nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhân vật chính. Liệu Andrew có thể chơi nhanh hơn, chính xác hơn và trở thành người vĩ đại nhất hay không? Liệu Nina có thể ngừng lo lắng về độ chính xác, rũ bỏ sự ngây thơ như trẻ con và trở thành thiên nga đen, bị thúc đẩy bởi ham muốn và sự sợ hãi? Cả hai nhân vật đều luyện tập chăm chỉ hơn, đặc biệt hơn là họ đã làm những hành động mà bình thường không bao giờ làm. An đã chịu đi tán gái, còn Nina thì đến văn phòng của Brandon để thuyết phục anh ta ra vai Swan Queen cho cô thông qua phương pháp bú mỏ. Những hành động này báo hiệu cho ta rằng họ đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình thay đổi chính mình. Nina giành được vai Swan Queen, còn An nhận được một chân trong Studio Band. Họ đều đã có chiến thắng đầu tiên và khát vọng của họ thì lớn dần lên, nhưng họ không hề biết rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Sau màn giới thiệu đầy kịch tính thì màn 2 sẽ tập trung vào những nút thắt của câu chuyện. Không phải thí sinh Olympia nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi do người khác đặt ra. Màn thứ 2 chính là nơi
các nhân vật chính sẽ gặp phải những khó khăn thử thách. Cả Nina và Andrew đều có một điểm chung là bị chính con người cũ của mình kìm hãm. Họ cần thay đổi và đã bắt đầu làm điều đó. Nhưng sự thay đổi này đã đi quá xa và hậu quả là dẫn đến con đường tự diệt. Một trong những yếu tố khiến Nina và Andrew liên tục ép bản thân mình đến giới hạn của sự thay đổi chính là nỗi sợ bị thay thế. Trong Whiplash, khi Andrew vừa mới nhận được vị trí tay trống chính thức của Studio Band thì vật cản đường đã đến mang hình dáng của Ryan, người trước đây từng bị Andrew vượt mặt. Khỏi nói cũng biết An cay cú đến mức nào. Tôi còn ngồi chưa ấm đít cái ghế tay trống chính mà ông đã định đuổi tôi rồi à? Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng... Thôi được rồi, Fletcher không nói thế. Ông ta dùng Ryan như một quân bài để khiến Andrew mạnh hơn, đánh trống nhanh hơn và chuẩn xác hơn. Nhưng Andrew thì không biết điều ấy. Cậu chỉ biết là vị trí của mình sắp sửa bị thay thế bởi một thằng ôn đánh trống như cức. Lòng tự trọng cùng nỗi sợ trong An cùng lúc trỗi dậy. Cậu cầm trên tay cái dùi và luyện tập ngày đêm, kể cả khi ứa máu cũng không dừng lại. Đây chính là sự tự hủy đầu tiên của Andrew, và nó đã đạt đến đỉnh điểm khi Andrew chật vật đến tham gia buổi diễn thứ hai. Dù cho có bị tai nạn máu me đầm đìa, nhưng sức mạnh nội tại trong Andrew vẫn trỗi dậy và giúp cậu ta tới được buổi diễn, lê lết tấm thân đầy máu lên sân khấu. Andrew khiến tất cả mọi người trong khán phòng bất ngờ, nhưng tiếc là không có kỳ tích nào xảy ra cả. Với số HP vừa mất thì việc cậu có thể trình diễn trong ngày hôm nay là không thể. Còn đối với Black Swan, mối đe dọa bị thay thế của Nina chính là Lily. Lily ban đầu chỉ là một nhân vật phụ không nổi bật, nhưng mà sau khi chơi đá, chơi trai và chơi cả gay với nhân vật chính xong thì đã có thêm rất nhiều đất diễn. Lily chính là tổng hợp của tất cả những gì mà Nina còn thiếu. Trong khi Nina hiện lên như một bạch nguyệt quang phiên bản Hollywood thì Lily lại mang đến sự quyến rũ, gợi cảm và hơi xấu tính nữa. Một phiên bản hoàn hảo cho vai diễn Thiên Nga Đen. Trong khi Nina đang chật vật với Thiên Nga Đen thì Brandon bắt đầu coi Lily như một sự thay thế. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Nina gần như phát điên. Thật ra là phát điên rồi. Cô bắt đầu hoang tưởng, như là thường xuyên nhìn thấy một bản thể khác của chính mình, hoặc thấy bản thân biến thành một con Thiên Nga. Cả Nina và Andrew đều tự mình chìm đắm và điên loạn theo những cách khác nhau. Nhưng lại có một sự khác biệt quan trọng khiến cho cái kết của cả hai người cũng khác nhau. Ở cuối màn 2, trong khi vụ tai nạn ô tô của Andrew khiến cậu ta buộc phải ngừng những hành vi tự hủy hoại bản thân, thì Nina lại không có quãng nghỉ nào cả. Trước, Nina đã có một cựu ngôi sao của công ty cố gắng tự sát, nhưng sự kiện ấy xảy ra quá sớm nên không thể tác động được tới Nina. Nước mắt cô rơi nhưng trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Vậy có nghĩa là khi câu chuyện của Andrew đang dần đến hồi kết thì Nina mới bắt đầu chìm sâu hơn nữa vào sự điên loạn, thậm chí lan sang cả màn 3, cũng là màn kết thúc. Cao trào của màn 3 của cả hai bộ phim đều diễn ra tại một buổi diễn lớn, nhưng diễn biến tâm lý của hai nhân vật chính lại rất khác nhau. Bởi vì đã có một khoảng thời gian từ bỏ chơi trống nên Andrew đã có những góc nhìn rộng hơn. Không được chơi trống đúng là đánh mất ước mơ. Nhưng kể cả khi không có ước mơ thì Andrew vẫn sống được. Còn Nina thì đã đánh mất chính bản thân mình. Nhưng bất chấp những khác biệt này, cả Nina và Andrew đều có điểm chung: họ chưa sẵn sàng. Vẫn còn một phần của con người cũ của họ còn sót lại. Andrew vẫn chơi cho Fletcher, tin tưởng ông ta và cuối cùng bị chơi cho một vố. Nina vẫn nghi ngờ bản thân. Sau khi thấy Lily tán tỉnh vũ công đóng vai hoàng tử, thứ đáng lẽ phải thuộc về Thiên Nga Trắng, thì nhân cách thứ hai của Nina đã xuất hiện. Ngay khi nếm vị ngọt đầu tiên của phút giây trọng đại, Nina và Andrew đã thất bại. Đó là một khoảnh khắc còn kinh hoàng hơn cả việc phải xem phim Việt Nam mỗi ngày. Đối diện với thất bại ê chề, cuối cùng các nhân vật cũng phải đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong hành trình của họ. Andrew quay lại và lại bước lên sân khấu, tiếp tục chơi trống trước cả khi có hiệu lệnh của Fletcher. Andrew không chơi vì Fletcher nữa, cậu ấy đang chơi cho chính mình. Cậu ấy tự tin và hoàn toàn làm chủ. Trong khi đó, Nina quay lại phòng thay đồ và thấy Lily đang ngồi trên ghế. Bằng sự đề lulu của mình, Nina đã tự tưởng tượng ra bản thể kia và tấn công nó. Nhưng bản thể kia đã nhanh tay hơn và bóp cổ Nina. Của tao, tất cả là của tao, của cái đầm. Cả hai nhân vật chính đều đã phá bỏ con người cũ của mình. Nhưng trong khi Andrew tự thoát khỏi xiềng xích, chơi trống vì bản thân và nở một nụ cười như mấy thanh niên trốn trại, thì Nina chính thức biến thành Thiên Nga Đen. Nhiều chiếc lông vũ màu đen mọc ra từ vai và lưng của cô ấy. Cả khán phòng đều bị mê hoặc. Nhưng đó cũng là lúc mà mọi thứ kết thúc. Nina quay về phòng thay đồ và nhận ra mình không hề giết Lily, mà thay vào đó lại là tự đâm chính mình. Nhưng buổi diễn vẫn phải được tiếp tục và cô quay lại sân khấu. Tại đây Nina xả vai, quay trở lại làm Thiên Nga Trắng. Khoảnh khắc cô ấy rơi xuống cũng là lúc vai diễn này hạ màn. Sự tự hủy đạt đến mức tối đa nhưng lại mang đến thanh thản trong tâm hồn. Black Swan và Whiplash dùng những yếu tố kể chuyện giống nhau nhưng theo những cách khác nhau để kể lại câu chuyện. Khi làm như vậy, mỗi người đều thể hiện được sự khác biệt của mình về chủ đề hy sinh vì nghệ thuật. Black Swan kể câu chuyện của một cô gái trẻ hy sinh mọi thứ để đạt được một khoảnh khắc thoáng qua của sự hoàn mỹ tột độ. Và để đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối thì cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh tuyệt đối. Còn Whiplash là câu chuyện về một thanh niên phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ một người thầy. Nhưng thay vì biến thành SG Boy thì lại dùng đau đớn làm động lực và kinh nghiệm để trở thành một Charlie Parker tiếp theo. So sánh các câu chuyện có thể bộc lộ những điểm cấu trúc giống nhau và cách sử dụng chúng khác nhau ra sao. Trong trường hợp này, chính là những khó khăn mà một người nghệ sĩ bị ám ảnh bởi nghệ thuật của mình phải gặp phải. Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi thế nào là hy sinh hết mình cho nghệ thuật. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.